Trong 2 đến 3 ngày tới, bão số 5 mạnh dần lên, di chuyển chủ yếu hướng Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam và đất liền các tỉnh ven biển từ Nam Định đến Đà Nẵng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 2 đến 3 ngày tới, bão số 5 mạnh dần lên, di chuyển chủ yếu hướng Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Trong 3 đến 5 ngày tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 10 đến 12 tháng 9, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Từ ngày 13 đến 14 tháng 9, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có khả năng gió mạnh cấp 8 đến 10. Trên đất liền, dự báo bão số 5 ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển từ Nam Định đến Đà Nẵng. Nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên sẽ được cập nhật trong bản tin tiếp theo.